bạn. Hôm nay 24/12 và chỉ còn ít giờ nữa thôi thì NBA Christmas Day là trận khai mạc cho NBA 2011-2012 sẽ chính thức được khai mạc. Và bản tin NBA ngày hôm nay sẽ dành thời gian để bình luận và nhận định 5 trận đấu ngày hôm đó. Trận đấu đầu tiên của NBA mùa giải mới sẽ là cuộc đọ sức giữa Boston Celtics và New York Knicks. New York Knicks đã bổ sung lực lượng tương đối tốt mùa hè vừa qua với sự xuất hiện của Ben Davis, Tyson Chandler hay Mike Bibby. Trong khi đó Boston Celtics lại vừa mất Jeff Green do chấn thương cả mùa giải. Một chiến thắng có lẽ sẽ nằm chắc trong tầm tay của New York Knicks, bất chấp việc Boston đã thắng tới 8 trong 9 lần hai đội gặp nhau gần nhất. Mùa giải này New York Knicks đang có tham vọng vô địch, và việc vượt qua Boston Celtics hay không sẽ là câu trả lời cho tham vọng đó. 2 tiếng rưỡi sau đó là cuộc đọ sức giữa Miami Heat và Dallas Mavericks. Hai đội này đã từng gặp nhau, chúng ta đều quá quen thuộc tại NBA Finals năm nay, và phần thắng đã nghiêng về phía Dallas. Dallas Mavericks đã thắng 6/8 trận hai đội gặp nhau mùa giải vừa qua, và sau kỳ chuyển nhượng mùa hè thì Dallas đã đem về được Lamar Odom và Vince Carter để thay thế những cho những con người cũ như DeSean Stevenson, Tyson Chandler hay JJ Barea, Carl Butler nữa. Trong khi đó thì Miami Heat đã mang về được Shane Battier và Eddie Curry để thay thế cho những cầu thủ không còn nằm trong kế hoạch của huấn luyện viên Eric Spoelstra. Có lẽ đây là một trận đấu rất cân bằng và tôi nghiêng về phần thắng cho Dallas, vì dù sao họ cũng đang cố gắng thể hiện mình là nhà đương kim vô địch một cách xứng đáng. Miami Heat sẽ tập trung cho chặng đường tiếp theo của mùa giải. Trận đấu thứ 3 sẽ diễn ra vào 5 giờ sáng ngày 25/12. Đó là trận đấu giữa Chicago Bulls đến làm khách tại Los Angeles để gặp đội chủ nhà Lakers. Lakers như chúng ta đã biết là đã mất đi LaMelo Odom cùng với hàng loạt sự thay đổi. Họ vừa đem về cho Murphy và Josh McRoberts. Đặc biệt là bên trên băng ghế chỉ đạo Mike Brown thay thế Phil Jackson. Có lẽ đây sẽ là một mùa giải chuyển giao đối với Lakers. Còn Bulls, những gì đã làm được mùa giải trước quả là một thành tích đáng kể đối với họ sau những quãng thời gian thi đấu rất bết bát. Mùa hè này họ đã mang về Rick Hamilton và một số người xem bóng rổ thường xuyên có thể đọc vanh vách đội hình giao quân của hai đội. Đó gồm có Carlos Boozer, Joakim Noah và Luol Deng, Rick Hamilton, Derrick Rose của Bulls, và đối với Lakers đó là Metal Opis, Paul Gasol, Andrew Bynum, Kobe Bryant và Steve Blake bên phía Lakers. Sẽ là một trận đấu rất khó khăn cho Lakers mặc dù họ đã chơi trên sân nhà. Dự đoán của tôi có lẽ Bulls sẽ giành chiến thắng trước trận đấu này. Thứ tư của buổi sáng sẽ là cuộc đọ sức giữa Orlando Magic và chủ nhà Oklahoma City Thunder. Thunder đang có được một bước tiến đáng kể sau hai mùa giải dự playoff và mùa giải thứ ba này. Những cầu thủ như Kevin Durant sẽ biết làm thế nào để tiến xa hơn. Một chiến thắng có lẽ sẽ nằm trong tầm tay của Oklahoma City nếu như Orlando không giải quyết được vấn đề Dwight Howard một cách triệt để. Cuối cùng trong trận NBA Christmas Day sẽ là cuộc đọ sức giữa Los Angeles Clippers và Golden State Warriors. Đây là cả hai bóng đều rất trẻ và cùng thi đấu không được tốt trong mùa giải vừa qua. Tuy nhiên thì Clippers đã có những bước chuyển mình đáng kể trong mùa giải tuyển nhượng tân binh này, với sự xuất hiện của Chris Paul, Kevin Butler hay Chauncey Billups bên cạnh những cầu thủ hàng trong đang chơi rất hay là Blake Griffin hay DeAndre Jordan. Còn Warriors, mùa giải này là mùa giải đầu tiên của Mark Jackson trên băng ghế chỉ đạo. Họ cần thời gian để gắn kết các vị trí lại. Clippers vừa có được 2 chiến thắng trước Lakers một cách đầy tự tin, và có lẽ trong trận derby California này, phần thắng sẽ nghiêng về phía đội khách Los Angeles Clippers. Một điều đáng buồn đối với các fan của NBA đó là những mùa giải vừa qua chúng ta đều không được xem NBA qua truyền hình. Hôm nay tôi xin giới thiệu các bạn một trang web chúng ta có thể xem NBA qua mạng, và đặc biệt là các bạn phải dùng gói cước không tính lưu lượng hàng tháng, nếu không như vậy sẽ rất tốn tiền các bạn.
đó là trong web livetv.ru và gạch chéo English. Để là trong web livetv.ru gạch English, ngôn ngữ tiếng Anh. Với trong web này thì các bạn có thể chọn lựa bóng rổ, cây bóng rổ cách rất dễ dàng và thưởng thức bóng rổ. Tất nhiên là không thể hoàn thiện được như trên TV. Tuy nhiên đây cũng là một cách để các bạn theo dõi một giải một cách toàn diện. Chúc các bạn có được một Giáng sinh vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin NBA tiếp theo.